rồi. Ôm thất vọng với chỉ kết quả thật tồi. Nhưng mỗi khi ngoài kia họ chỉ thích đem áp lực chỉ trích phong tỏa chặt lối. Nhưng mà bản lĩnh như thói quen, dù tan tính còn đang rối ren. Quyết không chùn bước chỉ nhìn về đằng trước, vì không thể bỏ cuộc cái trước cổng vinh quang dễ dàng bao lần trước. Nhiều người từng nghi ngờ SBTC khi đã xuất hiện trong quá khứ. Chẳng ai dám tin vào ngày mai. Ánh mắt xung quanh vẫn giữ nguyên cái định kiến mà họ đã xử. Áp lực trục chân đến đầy vai. Mỗi trận đấu đều là những thử thách chứng minh thực lực của bản thân. Nên kiên quyết dù phải bằng mọi cách cũng không được phép biến mình thành nạn nhân. Và lần này quyết tâm để cùng bơi ra biển lớn, khẳng định vị thế và nhấn mạnh thêm ngàn lần. SBTC vẫn luôn có thực tư cách gạt hết tất cả những gì đang muốn cản chân. SBTC vẫn đứng yên lặng, không bao giờ biết đau hầm. Nhiệt huyết đã biết bao lâu tim vẫn mang chích chắc luôn luôn vượt qua dù rằng đã có những lúc gian nan. Thành công dần theo thời gian dù biết là chẳng hề chút dễ dàng. SBTC vẫn đứng yên ngang, không bao giờ biết đầu hàng. Nhiệt huyết đã biết bao lâu tim vẫn mang chích chắc luôn luôn vượt qua dù rằng đã có những lúc gian nan. Thành công dần theo thời gian dù biết là chẳng hề chút dễ dàng. Chặng đường cảm thấu chưa từng dễ, biết bao thử thách luôn gian nan. Cố gắng nỗ lực không ngừng để không phục vì vọng của ba người còn đang mang. Kiên nhẫn bao năm với đích đến là thành công, vượt qua áp lực biết bao lần để tỏa sáng. Luôn tiến về trước tranh đấu chừng danh vọng, bản lĩnh Minas chứng minh là thỏa đáng. Có thể nhận chỉ trích công kích không ít, suy nghĩ chỉ làm hai ngã, tiếp tục hay dừng lại. Nếu không về nhất thì mình không là ai cả, dù họ chơi bài hết lời. Họ nói Minas đã hết thời, họ đâu hết rồi. Khi Minas on top cùng FPDC giờ đã thắng chung kết rồi. FPDC vẫn đứng yên ngang, không bao giờ biết đầu hàng. Nhiệt huyết đã biết bao lâu tim vẫn mang luôn luôn vượt qua dù rằng đã có những lúc gian nan. Thành công dần theo thời gian dù biết là chẳng hề chút dễ dàng. FPTC vẫn đứng yên ngang, không bao giờ biết đầu hàng. Nhiệt huyết đã biết bao lâu tim vẫn mang chích chắc luôn luôn vượt qua dù rằng đã có những lúc gian nan. Thành công dần theo thời gian dù biết là chẳng hề chút dễ dàng. Ma vương vì thế mới cuộc đó muốn vượt tới vượt khó sau biết bao nhiêu công lao. Minas mày sức mơ hay sẽ có đã chân dở tạo sáng như là ông sao. Luôn đặt tập thể lên hàng đầu để được thành công. Tức là tưởng thấy giống tao không mang thứ vinh quang ích kỷ chấp nhận luôn về sau để nằm đọt để nằm cao nè. Wow, đi sport Việt Nam cả thế giới lời đánh chạy đến từ FPTC. Thật lực tao nên đến chế mới chứ vô địch là mình chứng MVP. Khi từ lâu mấy thân đã xem chỉ trích là nồng đừng thấy lời than. FPTC còn sẽ sang và tất cả chỉ còn lại là thời gian. FPTC vẫn đứng yên ngang, không bao giờ biết đầu hàng. Nhiệt huyết đã biết bao lâu tim vẫn mang chích chắc luôn luôn vượt qua dù rằng đã có những lúc gian nan. Thành công dần theo thời gian dù biết là chẳng hề chút dễ dàng. FPTC vẫn đứng yên ngang, không bao giờ biết đầu hàng. Nhiệt huyết đã biết bao lâu tim vẫn mang chích chắc luôn luôn vượt qua dù rằng đã có những lúc gian nan. Thành công dần theo thời gian dù biết là chẳng hề chút dễ dàng. FPTC vẫn đứng yên ngang. Hello mọi người. Hello, quay chưa? Rồi, quay rồi đó. Hello các bạn. Và bây giờ là 4 giờ 50 giờ. Hello, bây giờ là 4 giờ 50 phút. Chuẩn bị tới 5 giờ sáng. Và bọn tôi bây giờ mới quay xong. Thì sắp đuối hết rồi. Đói. Chưa ăn gì hết bạn ơi. Giờ về thôi. Làm rồi đúng không các bạn? Còn Lộc, Lộc đâu rồi? Lộc ngủ kìa. À, Lộc đâu tới rồi? Kiếm rồi. Lộc ơi. Ngủ rồi. Lộc Lộc. Như vậy? Ủa ngủ hồi nào em? Mới quay xuống đó. Về chưa? Về nè, về nè. Mệt quá. Mệt quá. Ok. Ok. Ba mọi người ơi. Hy vọng là các bạn ủng hộ cái MV này. Chúng mình hy vọng các bạn ủng hộ cái MV chịu view này. Video này, MV này, chịu view chắc rồi đó. Quăng cho tụi tôi vài chục cái nón vàng. Ok các bạn. Bye bye. Bye bye. Ok, bye bye. Bye. Ok. Rồi.